Vừa thấy vậy cái nói trời ơi trời, chuyện này đánh vợ còn lột đồ nữa. Còn quánh tôi nè, tôi đâu có cơ hội để giải thích đâu. Đó các bạn coi đó, có ai xui như tôi không? Tao nói tôi xui cái gì đâu mà tới xui luôn. Tao nói cuộc sống vợ chồng hàng ngày đó, vợ tôi thì vậy mà theo như tôi thấy đàn bà nào cũng vậy thôi. Mỗi khi cắn đáng cự nữ gì cái là nó la hét. Còn tôi á, tôi sợ cái cảnh mà kiểu là sớm ta cười chê, mỗi lần cự nữ vậy là tôi thấy nó nổi nóng quá, nó la nó hét là tôi bệnh miệng đó. Chợ người ta nghe ta cười hả? Mà mỗi lần bệnh miệng là nó cố tình nó la cứ gì đó. Mà cái bà kế bên nhà tôi nè, bà cực kỳ nhiều chuyện luôn. Mỗi lần vợ chồng tôi gầy gà gì là bà theo bà gình, mà phải bà nói đúng gì ai nói. Bà đi nói với làng xóm với dòng họ bên vợ tôi là nói tôi là đánh vợ. Mà có đánh lần nào đâu, mà thường thường xã hội ta cũng ghét mấy người đánh vợ nữa, người ta để ý. Rồi mới hồi hôm này nè, cái này nè mới quan quan nhất luôn á, vợ chồng tôi không có cử nữ luôn nữa. Trời ơi, ta nói hồi hôm này nè, vợ chồng chung sống với nhau, nói chung là quan hệ nha, mà nhà mình thì chắc thiết nó chặt hẹp nè, đâu đụng thiết nè nghe bung bung á, nó vợ tôi cũng lạ lùng. Tôi thấy nó la đi tôi mới bệnh miệng nó, bắt đầu nó la cả hứ hứ gì đó. Cái bà kia bà cũng theo dõi bà gình nữa. Trời ơi trời, bà chạy đi báo làng với báo sớm nói chuyện này, tôi đánh vợ tôi dữ lắm à. Bà nghe là bung 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 bung, vợ tôi ghen dữ lắm, nó quá chết chết nhỏ. Nó kéo lại, trời ơi trời, nhóc nhóc cho chơi luôn. Nào mấy cái thằng mà không có dính líu gì để dòng họ nữa, nó ghét cái đàn ông mà đánh vợ, nó tuôn theo bên vợ tôi gọi. Mà khoan ức cho tôi thiệt là tin luôn, tuôn nhau cãi cửa mà nhào vô nhóc hết trơn, đâu có kịp giải thích đâu. Vừa thấy vậy cái nói trời ơi trời, chuyện này đánh vợ còn lột đồ nữa. Còn quánh tôi nè, tôi đâu có cơ hội để giải thích đâu. Lúc đó tôi bối rối quá rồi, người biết làm sao. Còn vợ tôi nó mắc cỡ, nó buồn độ chạy mất tiêu, nó không đứng đợi giải thích. Làm tôi bị quá nè, tan nát cái tôi quá trời quá đất luôn. Còn biết giải thích thì sao? Mà bởi vì thất cường có cái vụ này nè, vừa tuôn vô cái thấy gì đấy, thấy vợ tôi đang làm hứ gì đó, buộc tôi cái tội là đánh vợ mà còn đánh lột đồ nữa. Tại sao không có quan trọng? Bây giờ tôi đi trình bày làm sao, tôi đi là kêu quan làm sao, đành chịu luôn chứ giờ làm sao. Nó cũng lạ lùng cái chuyện vợ chồng người ta, phải tìm hiểu cho kỹ chứ, bởi vì nhiều chuyện mà nhiều nó không đúng cách gì mà kỳ cục vậy. Nghĩ sao vợ mình chung sống cũng bị quánh mạnh tành mình mấy rồi. Tại tôi nó xui cái kiểu gì mà nó xui vừa mắc cỡ vừa nhục nữa. Mà giải thích thì không được, nghĩ nhiều cái thiệt. Rồi ông nói gì đó vậy? Chuyện đã lỡ rồi, ông nói chi nữa cho nhục nhục vậy? Nhưng mà tôi tức bữa đó sao bà không đứng lại giải thích với tôi. Ủa, đứng lại cho nhục cái gì? Trời ơi, để anh tôi bị quánh chết. Rồi bà không vậy nè, mai chịu gì bỏ cái tấm đó nghe. Cái gì tao mới kiềm chế la cả hứ 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 gì tao quánh đập mình vậy. Trời ơi, ông biết cái tánh tôi mà, không có kiềm chế được. Ê trời trời, dữ gì sao? Nói gì đó? Cự nữ cũng la vậy, lúc đó cũng la vậy nè, hèn chi bị bà nhiều chuyện, bà nói bà bị đánh người chết, hèn chi. Ta tuôn lộ quánh tôi cỡ đó. Thì lúc cự nữ thì la khác. Bởi vì lúc cự nữ tôi bệnh miệng bà la cũng hứ hứ vậy. Thì cự nữ tức mới la. Còn cái kia thì vậy đó mới la. Trời ơi,